khoảng 14 giờ 30 phút ngày 29 tháng 4, trong khi đang làm nhiệm vụ tại ngã năm Yên Phụ, Thanh Niên, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội, Đại úy Chu Ngọc Thành, cán bộ đội Cảnh sát Giao thông số 2, phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện một cháu bé đi lạc. bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đại úy Thành đã nhanh chóng liên hệ với gia đình của cháu bé. đến 15 giờ 10 phút cùng ngày, chị Nguyễn Thị Hồng Ngọc, làm mẹ của cháu bé, đã đến trụ sở Công an phường Yên Phụ để đón con về. Chị Ngọc đã gửi lời cảm ơn đại úy Chu Ngọc Thành nói riêng cũng như lực lượng công an Hà Nội nói chung. Chị cho biết, hôm nay chị đưa con trai sinh năm 2019 từ Thái Bình lên Hà Nội để tham quan, sau đó bị lạc mất cháu. Chị vô cùng lo lắng nên đã trình báo với công an phường Trúc Bạch, quận Ba Đình nhờ giúp đỡ thì nhận được điện thoại của đại úy Chu Ngọc Thành.